Chào mừng các bạn trở lại với Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam. Sau hai tập đầu của chương trình, chúng ta đã trải qua gần hết hành trình dọc miền đất nước để tìm kiếm thần tượng âm nhạc. Cảm ơn Việt Nam Idol. Mỗi vùng đất lại mang một sắc thái không thể lẫn lộn. Và điểm dừng chân cuối cùng cũng chính là khu vực có lượng thí sinh đông đảo nhất. Thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol 2012 đã đến với thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điểm dừng chân cuối cùng với những cơ hội cuối cùng dành cho các thí sinh muốn khẳng định khả năng ca hát và biến ước mơ thần tượng âm nhạc của mình thành hiện thực. Liệu thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol 2012 có nằm trong số thí sinh đang tham gia thử giọng tại thành phố Hồ Chí Minh hay không? Và các thí sinh của chúng ta sẽ phải chinh phục giám khảo khó tính Quốc Trung, giám khảo dễ thương Mỹ Tâm và giám khảo dí dỏm Quang Dũng như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy bắt đầu cùng thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol 2012. Hãy cùng làm quen với họ. Tôi tự tin để tỏa sáng. Tôi sẽ trở thành thần tượng nhạc Việt Nam tiếp theo. Họ sẽ thể hiện mình như thế nào? Hi. Quý khách xin chào ba vị giám khảo của Việt Nam Idol. Nhìn ba vị giám khảo của chúng ta hôm nay rất là xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Không biết là ba vị giám khảo chúng ta mong đợi gì ở các thí sinh của khu vực thành phố Hồ Chí Minh này? Xin mời chị Mỹ Tâm. Em rất là mong là sẽ có thể tìm kiếm được những giọng ca xuất sắc, tài năng để có thể có một cái vòng trong thật là đỉnh của đỉnh. Mời anh Quang Dũng. Với tôi thì theo kinh nghiệm của năm trước thì tôi nghĩ thành phố Hồ Chí Minh là một cái nơi mà các bạn thí sinh có rất là nhiều phong cách đa dạng. Dạ. Còn ngoài anh Quốc Trung, người cũng được mệnh danh là giám khảo khó tính nhất. Tôi thì tôi hy vọng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái thí sinh mang một cái phong cách rất là hồn nhiên và có những cái phong cách âm nhạc nó rất là mới, tươi trẻ. Liệu dự đoán của ban giám khảo có đúng với chất lượng thí sinh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh năm nay? Câu trả lời sẽ có ngay khi chúng ta bắt đầu khám phá những câu chuyện thú vị tại khu vực này. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Chào ban giám khảo. Chào em. Em tên là Đinh Đức Thảo ạ. Em ở Đà Lạt và em làm việc tại Sài Gòn, quê em ở Bắc. Rồi, xin mời. Em xin được hát bài hát của nhạc sĩ Sơn Thạch có tựa đề là Cánh Buồm Phiêu Du. Nói với anh rất nhẹ rằng mãi anh yêu em suốt đời, và anh tin lời em chân thành, ngọn sóng chỉ cười. Biết anh yêu em nhiều, dù gió nói với anh rất nhiều rằng em rất hồn nhiên đa tình, nào anh có tin. Biển mênh mông đến thế, ngàn bờ bên dâng bao cánh buồm, vui buồn nhung nhớ khát vọng. Ngày mai người xa chốn nào, anh về hoang vắng lạnh lùng cô đơn. Giấc mơ anh lặng sau dịu êm, tình anh chan chưa vơi say mê đắm chìm. Đừng nói với anh những gì để anh hiểu rằng em ra đi mãi mãi. Tình yêu anh đến giao trong tâm hồn của anh, nào như con sóng vô phiêu du hững hờ. Người dấu yêu ơi ở phương trời nào, đừng quên anh em nhé người yêu dấu em. Em hình như là chung với một cái nhóm mà của cái bạn gì Mai Quốc Việt mà bạn mà giả giọng mấy chục ca sĩ trên trên mạng đúng không? Yeah, vậy thì anh nghĩ anh đồng ý anh Trung. Buộc bạn đã linh nghiệm rồi. Bây giờ cho khán giả thấy buộc bạn đó. Cái đuôi vẫn đẹp đó mà. Cái đuôi cũng đẹp đó mà.
Thực ra thì Việt Nam Idol năm trước đã thi và dừng lại ở vòng nhóm 2 năm trôi qua rồi. Nó có rất nhiều kinh nghiệm thêm cho mình nữa. Sau khi mà hát xong thì ban giám khảo chỉ nói chuyện thôi, không nhận xét gì đến phần trình diễn của mình. Mình lúc ấy mình cứ nghĩ là thôi, chắc tiêu rồi. Nhưng mà thật không ngờ là sau khi nói chuyện với nhau xong thì ban giám khảo nói là đồng ý. Thì lúc đấy cũng thật sự là bất ngờ. Ồ, một gương mặt thật khả ái và cũng khá là quen thuộc. Cô gái này hình như không xa lạ gì lắm đối với khán giả truyền hình thì phải. Em cũng là diễn viên luôn hả? Em học sân khấu điện ảnh. Tốt nghiệp chưa? Chưa, bảo lưu rồi. À không sao, cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ngày hôm nay em đến đây thi idol là được. Mà em có tự tin vào giọng hát của mình. Rất là tự tin. Em cũng là phải là người mà thích hát bất cứ lúc nào mọi lúc mọi nơi không? Sao anh biết? Anh đoán đại chúng hả? À, coi như là lúc nào ngồi mà thích là hát, không cần biết mọi người xung quanh mình. Lúc bị stress hay hát, nhưng mà phải ở một chỗ nào đó nó vắng chút. À, coi như hôm nay em rất là bình thường, không bị gì hết. Cho nên nãy giờ anh không nghe thấy một cái giọng hát thất thanh nào bất ngờ xảy ra hết. Cho nên anh cũng mừng cho em. Và hy vọng là vào đó em hát thật tốt nha. Cảm ơn anh. Hy vọng là được với bạn. Chào em. Nhìn em quen quen ha. Dạ, em đã từng đóng phim. Vậy nghĩa là diễn viên. Dạ. Chuyên nghiệp. Không chuyên nghiệp lắm. Chuyên nghiệp, đóng mấy vai chính rồi mà. Đúng không? Mấy vai chính truyền hình nhiều tập. Ồ. Thế bây giờ em sẽ hát bài gì? Em hát bài 12 giờ. Ok, mời em. 12 giờ dùng hồi chuông vang reo rắc 12 giờ. Em hẹn tôi mong mãi tới 12 giờ. Chưa mừng tan ca nhớ nhớ một người thương. 12 giờ xe đập lạnh quanh xuống phố 12 giờ. Xe kịp thôi hay nhớ nữa 12 giờ. Chưa mừng tan ca nhớ nhớ một tình yêu. Thứ nhất là em có giọng nhưng mà em đừng có bị hát ra nốt, đừng có bị láy mới lại đến 12 giờ giờ. Hãy sửa cái đấy đi nha. Dạ em hát bài khác được không ạ? Không cần anh thì thế là đủ rồi, không cần phải hát thêm. Mà nếu em cần phải thuyết phục anh Dũng với chị Tâm thì em có thể hát thêm. Vậy anh nghe. Anh chọn. Vậy mà anh cứ phải nói. Thì anh nói anh chọn. Đỡ mất thời gian. Đấy, vấn đề là anh quyết định nhanh những trường hợp như thế này. Chị Tâm nè, tới chị Tâm nói đi. Em rất là dễ thương, rất là có duyên, rất là sáng sân khấu. Ba yếu tố đó thôi là đã thấy chiếm rất là nhiều phần trăm trong việc thành công rồi. Thành công là của việc vào vòng trong đó nha. Chị không nói về việc thành công trên con đường sự nghiệp thì chị chưa nói. Quyết định sao? Nhường cho anh Dũng. Nhường cho anh Dũng gửi giúp cho bạn ấy vì chị đồng ý cho em vào vòng trong. Trời ơi, mất thời gian quá. Cố gắng lên nha. Yeah. Mình tên là Trần Trọng Thùy Đan, năm nay mình 16 tuổi. Hiện mình là học sinh tại trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong. Đối với mình thì là âm nhạc đó là một phần của cuộc sống của mình. Ví dụ như là mỗi khi đi học về mệt, hay là mỗi khi buồn, mỗi khi vui thì là mình tìm đến âm nhạc. Mình nghe nhạc để mình tìm được niềm vui cũng như là tìm được một cái chút gì đó kiểu như là để nó như là cái một cái người bạn nó chia sẻ với mình. Trên mạng trên gì cứ coi bảo năm vừa rồi có chị Uyên Linh gì mà là chị học sinh của trường con đó, bảo chị đó là cựu học sinh của trường Lê Hồng Phong. Chị là chị con thì con bắt chước chị thử coi không biết có được không bố, hỏi bố vậy. Hôm nay em xin hát bài Mượn của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Mượn rồi. Mượn một ánh mắt vài giây cho tôi cảm giác
mượn một đôi vai để nghỉ ngơi khi mệt quá. Kìa mái tóc xanh còn đang buông hờ, mượn chiếc lụa cong. Kìa vẫn nét môi nhạt son, mượn chiếc hôn ai. Ai vừa thức dậy vẫn còn vẹn nguyên giấc mơ, xa dần những ngày nắng đẹp trời ngát xanh. Ai vừa thức dậy vẫn còn một thân nhuộm tối đen, trái tim lại theo nhịp bấy lâu. Em có cái giọng khá là tốt, khá là già dặn so với tuổi, nhưng mà chưa có kiểm soát được cái giọng của mình. Thứ hai là hát sai nhạc, sai nốt, run quá. Là em phải về rèn luyện thêm, cái giọng của em có thể phát triển tốt. Anh thì chưa chọn. 16 tuổi mà hát vậy thì rất là tốt rồi, thật sự là vậy. Anh chị rất là thích cái giọng hát của em. Với cái độ tuổi của em mà em hát như vậy cũng rất là tốt. Chị sẽ đồng ý cho em đi tiếp. Và phần quyết định là của anh Dũng. Với anh thì anh nghĩ em vẫn còn non. Cho nên anh nghĩ là em cần phải luyện tập thêm. Mà cái nơi tốt nhất là ở vòng sau. Hú hồn nhé cô gái nhỏ. Trong vòng tiếp theo hãy nhớ cẩn thận với giám khảo Quang Dũng đấy. Chứ Quang Dũng nó đi nó lại, nó dùng vòng vòng hồi làm mình sợ lắm, nên là cuối cùng cũng không trong. Mình hứa sẽ quyết tâm hết sức để có thể làm được cái khả năng đúng với lại cái thực lực của mình. Chúng ta đã có một khởi đầu hết sức tốt đẹp với cả 3 tấm vé vàng. Liệu trong phần tiếp theo bộ ba quyền lực có tiếp tục hào phóng như thế này nữa hay không? Trước sau thì cũng nói em nói luôn, cơ hội cuối cùng gặp mấy anh chị.